Cá linh được giao ngay cho thương lái tại chỗ với giá 200.000 đồng 1 kg, còn người mua lẻ là 250.000 đồng. Cùng với cá linh, bông điên điển được xem là sản vật mua nước nổi, rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện giá bán lẻ bông điên điển tại các chợ vùng biên của huyện Hồng Ngự khoảng 50.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 20.000 đồng 1 kg so với cách đây một tháng. Theo các tiểu thương, vì cá linh đã xuất hiện nên nhu cầu mua bông súng, bông điên điển tăng do có thể kết hợp thành nhiều món ăn ngon.